Xin chào các bạn, sau đây hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa Bình Minh sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp đặt và sử dụng máy xông 838. Trước tiên mình sẽ gắn bốn cái bên xe ở phía này, mình sẽ gắn cho nó ngược nhau như thế này. Đấy. Rồi mình sẽ đặt kéo lên. Đấy. Đó mình sẽ chụp cái này lại để giữ cái thân máy. Đấy. Phía sau này nó sẽ có một cái ren để mình bắt ốc cố định. Mình sẽ đó mình sẽ đặt lại cho dễ vặn. Mình sẽ vặn vào. Đấy. Và máy sẽ cho mình cái này, cái khóa này để mình vặn chặt lại. Ok. Sau đó mình sẽ gắn cái thân này, thân dài này để mình bỏ đặt cái máy lên. Mình sẽ nhấn nó xuống. Sau đó mình sẽ vặn lại, chặt lại. Đấy, mình có thể tăng giảm được nha các bạn. Đấy, mình vặn lại. Rồi. Sau đó mình sẽ gắn cái đầu máy vào. Đây, dưới đầu máy có cái lỗ này, mình sẽ gắn nó vào. Chụp nó vào. Đấy. Rồi. Tiếp theo mình sẽ gắn cái cần lên này. Này, nó rất dễ dàng nha các bạn. Đây. Chụp cái này lại. Đấy. Sau đó mình sẽ đặt vào đây. Đấy, xoay. Cái này có sự xoay tí nha. Đấy, bên này cũng vậy. Nó giống nhau. Đây. Mắt nó sẽ có hai khoang này. Hai khoang cần lệnh này. Khoang này là khoang lệnh này. Cái hiệu cồn này. Khoang này khoang nóng này, cái hot này. Đấy, mình sẽ đổ nước vào đây. Với lưu ý là mình sẽ đổ vào mức nước ở vừa phải nhé các bạn. Mức ở giữa giữa thôi. Đấy, trên tình trạng là nó không ra hơi hoặc là nó sẽ bị hư máy. Đấy. Đấy, cái này mình sẽ tháo ra. Đấy. Còn vào cốp vào. Đấy. À, rồi sau khi mình đổ nước xong á, mình sẽ bật công tắc ở đây, mình cắm điện, mình sẽ bật hai công tắc này, là hai cái công tắc này là cái cần nóng này. Đấy. Sau đó mình sẽ nhấn cái cần lệnh hoạt động là mình cái vặn cái này. Đây. Đấy. Mình tăng lên là nó sẽ phun hơi ra nhiều hơn. Đấy, sương ra nhiều hơn. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo.